đã hơn 12 giờ rồi. Chẳng biết em đã yên giấc chưa, còn đối với anh nơi này vẫn cứ loay hoay nghĩ tới một điều, liệu rằng em có hạnh phúc khi ở bên anh. Vẫn mong em sẽ hiểu lòng anh, rằng tình cảm anh đã trao cho em chẳng chỉ bằng lời nói. Nhìn cách anh quan tâm em và nhìn cách anh lo lắng cho em sẽ biết anh yêu em nhiều bao nhiêu. Và lòng ước ngao từ lâu có em kề bên, mình được trọn vẹn bên nhau và không dừng say mãi ơn. Ở đó có những ước mơ và có tiếng cười trẻ thơ. Anh xin hứa đưa em đến cuối con đường, dẫu mai đổi thay thì anh vẫn ở đây. Mình cùng cầm chặt tay nhau đi qua phong ba bão tố, và đến giây phút cuối cùng anh vẫn muốn được nghe rằng em hạnh phúc và chưa bao giờ hối hận khi đã chưa. Còn đối với anh nơi này vẫn cứ loay hoay nghĩ tới một điều, liệu rằng em có hạnh phúc khi ở bên anh. Vẫn mong em sẽ hiểu lòng anh, rằng tình cảm anh đã trao cho em chẳng chỉ bằng lời nói. Nhìn cách anh quan tâm em và nhìn cách anh lo lắng cho em sẽ biết anh yêu em nhiều bao nhiêu. Và có tiếng cười trẻ thơ. Anh xin hứa đưa em đến cuối con đường, dẫu mai đổi thay thì anh vẫn ở đây. Mình cùng cầm chặt tay nhau đi qua phong ba bão tố, và đến giây phút cuối cùng anh vẫn muốn được nghe rằng em hạnh phúc và chưa bao giờ hối hận. Và tránh xa người yêu tao ra. Yeah. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân Trang mắc bệnh ung thư máu. Chúng tôi cần người hiến tủy, nếu không cô ấy sẽ không qua khỏi. Thank you.
anh chỉ muốn nói với em một điều rằng anh sẽ không bao giờ hối hận khi đã yêu em.